Chào các anh chị, khi xem video này, chắc hẳn anh chị đã bước đầu muốn tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ và nghề tư vấn viên tài chính. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Bảo hiểm nhân thọ ra đời khoảng thế kỷ thứ 6 khi các thương lái tìm kiếm giải pháp phòng ngừa tốt nhất với những rủi ro bất ngờ. Đến năm 1583, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thế giới ra đời tại Anh với sứ mệnh bảo vệ con người trước những biến cố không lường trước được như thiên tai, bệnh tật, tai nạn, mất sớm. Các anh chị hãy hình dung xem một gia đình kiểu mẫu truyền thống với 3 thế hệ: ông bà, bố mẹ và 2 con trẻ. Bố mẹ là những người trụ cột ở độ tuổi từ 30 đến 50, là những người gánh trên vai trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ và nuôi nấng, chăm sóc con trẻ. Cuộc sống bình yên và ngôi nhà nhỏ hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười cùng những dự định cho tương lai. Nhưng rủi ro thì không chừa bất kỳ ai, giàu, nghèo, già trẻ, gái trai. Và điều gì xảy ra khi không may người trụ cột gặp tai nạn hay mắc bệnh hiểm nghèo? Khi đó thu nhập từ người trụ cột không còn nữa, gia đình như ngôi nhà mất trụ sẽ chao đảo, lung lay và dự định, kế hoạch trong tương lai bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng nếu người trụ cột tham gia bảo hiểm nhân thọ thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ là nguồn thu nhập thay thế giúp gia đình tránh được gánh nặng nợ nần và con cái được đảm bảo tương lai học vấn. Hãy nhớ rằng trong lúc rủi ro bệnh tật, không bất kỳ ai có thể giúp đỡ chúng ta tiền trăm triệu, tiền tỷ ngoài bảo hiểm nhân thọ bạn nhé. Do vậy, bảo hiểm nhân thọ không dành riêng cho bất kỳ ai, mà bất kỳ ai cũng cần có bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ bản thân và gia đình trước những biến cố của cuộc đời. Bảo hiểm nhân thọ rất cần thiết, vậy làm cách nào để tham gia bảo hiểm nhân thọ cho bản thân và gia đình? Theo quy định của pháp luật và kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ không trực tiếp bán sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng mà thông qua tư vấn viên tài chính. Hay nói cách khác, tư vấn tài chính là cầu nối để khách hàng tham gia và được bảo vệ bằng việc ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm nhân thọ. Vậy nghề tư vấn tài chính có gì khác biệt? Trước hết, như đã phân tích ở trên, nghề tư vấn tài chính là một nghề rất nhân văn, bảo vệ khách hàng và cuộc sống bình an của gia đình họ thông qua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nghề tư vấn tài chính là một trong số ít nghề được cơ quan thuộc chính phủ cấp chứng chỉ hành nghề. Điều này không phải nghề nghiệp nào cũng có được. Nghề tư vấn tài chính không yêu cầu làm việc toàn thời gian. Anh chị hoàn toàn chủ động quản lý quỹ thời gian của mình khi trở thành tư vấn viên. Người tư vấn tài chính có thu nhập không giới hạn, nhưng lại không cần bỏ vốn như các ngành nghề khác khi bạn muốn khởi nghiệp. Và điều quan trọng hơn đó là nghề tư vấn tài chính không bị tác động trong mọi hoàn cảnh. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, khủng hoảng, rủi ro rình rập, thì con người càng cần được bảo hiểm nhân thọ bảo vệ. Do vậy, khi các ngành nghề khác có nguy cơ mất việc làm, thì tư vấn tài chính bảo hiểm vẫn phát triển và có thu nhập tốt. Tham gia vào ngành bảo hiểm nhân thọ lúc này hay khi nào? Tại các quốc gia phát triển, tỷ lệ người dân sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rất cao với 81% tại Mỹ, 137% tại Nhật và 255% tại Singapore. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỷ lệ này mới xấp xỉ 10%. Vì thế, tham gia vào ngành bảo hiểm nhân thọ tại thời điểm này là một lựa chọn thông minh khi thị trường đang rất tiềm năng. Nhận thức của người dân về bảo hiểm nhân thọ tốt hơn và ngành bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bền vững trong những năm gần đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video nghề tư vấn tài chính của Bảo Việt Nhân Thọ. Khi chúng ta đã hiểu về ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ và công việc của một tư vấn viên tài chính, thì chắc chắn các anh chị còn những băn khoăn liệu chúng ta có thể thành công trong nghề tư vấn tài chính hay không. Câu trả lời sẽ có trong video thứ 2 của chúng tôi.